còn em thì anh đang im, còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó anh ngưỡng hờ qua nên em lo sợ bơ phờ vì sợ đôi mắt ngắn anh ngày ngủ ngò sang em tuân thờ bơ phờ đôi mắt vờ em đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn nơi yêu má hồng mắt trong bờ môi hồng rất khó vì lo trong trái tim anh đã có ai nhưng nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng hey người yêu ơi yêu mình em được không từ giờ và sau này xua lần nơi đây mùa đông là ngày ta xuống đây còn tim áo gầy tình yêu đâu đây hãy để em đứng bên tròn đây người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu không là em vì ai để em đưa anh về là tình yêu mới mẻ mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế làm người yêu em nhé baby rồi làm chung em nhé baby không hiểu tự nhiên gặp em trái tim là trái nhảy sang phải quán có cái tính 1+1=2 anh cộng em thì +3 là sai nhưng tôi đã nói sẽ đúng nếu như hai ta vẫn mà yêu nhau bạn phim mới tính chơi nhiều trai hoa đẹp biết mấy cũng có ngày bạn phai yêu xong chia tay ai cũng sợ yêu xong chia tay có duyên không nợ anh yêu nhiều nên anh không sợ tình yêu trao cho em đông đầy như những tháng ngày mình bên nhau bao nhiêu khó khăn chẳng phai màu và hãy làm vợ của anh đi yêu nhỏ bé ơi my baby hey người yêu ơi yêu mình em được không từ giờ và sau này xua lời nơi đây mùa đông là ngày ta xuống vai còn tim bao gầy tình yêu đâu đây hãy để em xuống mình trời đây người yêu ơi yêu thì có gì sai đâu có sai đâu không là em thì ai để em đưa anh về là tình yêu mới về mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế là người yêu em nhé baby rồi làm chồng em nhé em đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn là khi những nỗi nhớ như sóng xô nơi đây từng cơn là khi anh cười đôi bên ai đau đớn nên em giận hờn nhưng nếu yêu anh là sao em không cần đúng hey người yêu ai yêu mình em được không từ giờ và sau nơi xưa lành nơi đây mùa đông là ngày ta xuống vai con tim bao gầy tình yêu đông đầy hãy để em chứng minh cho anh đây người yêu ơi yêu thì có sai đâu có sai đâu không là em thì ai để em đưa anh về là tình yêu mới mẻ mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế cảm ơn yêu em nhé baby rồi làm chồng em nhé baby làm người yêu em nhé baby rồi làm chồng em nhé baby yeah, okay, baby. Việt Hương và Hoài Rapper xin được chào quý vị đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi Gia Linh. Ngày hôm nay sẽ tìm kiếm mảnh ghép còn lại với tần số thật là phù hợp trong tình yêu của mình. Dạ, vì là tần số tình yêu cho nên sẽ rung động bốn anh chàng trên bên kia làm nhiều em nhé. Nếu không kiếm được bốn anh chàng bên kia thì tôi nghĩ dưới đây là có các trai tân gái đẹp sẵn sàng đây. Và đặc biệt các bạn đang xem chương trình truyền hình, nếu mà các bạn cảm thấy rung động cũng có quyền liên lạc. Mà ở đây mới có em thôi. Mới có một em đẹp lộng lẫy, em gu em gu của chị cất ở trong kia. Thanh Dung, người em thứ hai. Xin mời. Xin mời Thanh Dung. Wow. Đẹp không quý vị? Bây giờ coi hai em đó tình trạng sao để mình tư vấn. Đó. Mời hai em về chỗ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ hãy chờ đón xem những thông tin ban đầu của hai nữ chính ngày hôm nay hấp dẫn như thế nào. Đầu tiên là Gia Linh đi. Em đang sinh sống và làm việc ở đây hay là mới vào đây sinh sống? Dạ, em thực chất là người Hải Phòng, gốc Hải Phòng. Và em vô Nam được 5 năm rồi. Hôm nay em đến với chương trình là mong tìm được một anh chàng có thể phù hợp với mình, mà mình cũng có thể phù hợp với anh ấy. Và đặc biệt là anh chàng ấy thích mèo và muốn chăm sóc mèo giống như em. Rồi kế bên chị là cô gái có cái tên như là cái khuôn mặt luôn. Dạ. Thanh Dung ha, đẹp mà thanh tú nữa.
Dạ em chào chị Việt Hương, em chào anh Hoàng và chào các vị khán giả ạ. Em tên là Thanh Dung, hiện em 22 tuổi và em đang làm bên diễn viên và mẫu ảnh nè. Em diễn ở đâu? Dạ em đang làm theo hướng truyền hình với lại cố gắng phát triển để học thêm kịch. Dạ. Em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Diễn viên luôn mà đã thử qua tất cả các loại da cho nên sẽ cảm thụ được cái chân thật hay là không chân thật của các anh chàng. Nghe giọng nói thôi. Nghe giọng nói và cái cảm xúc cho nên bốn bạn ngày hôm nay cũng là hơi áp lực cho bốn bạn một tí. Nhưng mình là đàn ông mà hôm nay mình đi kiếm một người bạn gái đồng hành có chung với tần số hay không để có bao nhiêu. Cái hay ho là các em phải chơi bấy nhiêu luôn. Chơi bấy nhiêu luôn. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của bốn chàng trai. Chàng trai đầu ngồi rất là thẳng lưng, cảm giác là cao ha. Dạ. Nhưng mà các anh chàng số 2 rất là cao tại anh chưa thẳng lưng, anh thẳng lưng cái là mất màn hình luôn. Đó, mất cái đầu luôn. Anh chàng số 3 ngồi thẳng lưng lên nè. À, đẹp trai không? Mũi cao, mũi cao. Đẹp trai quá. À, anh chàng số 4 ngồi thẳng lưng lên nè. Chàng số 4 cơ bộ mỏng mảnh giống Hoàng ha, Hoàng rapper ha. Thí sinh. Rồi mời các bạn giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, mình tên là Châu Phú, năm nay mình 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là biên tập viên. Sở thích của mình là đi du lịch, trò chuyện cùng với lại những người bạn. Hai bạn nữ ơi. Dạ dạ. Anh đã dành cả thanh xuân của mình để biên tập nhiều chương trình truyền hình nhưng chưa có thời gian để biên tập riêng cho mình một cuộc tình đầm sâu. Hy vọng là đến với chương trình tần số tình yêu ngày hôm nay thì mình sẽ tìm được một người bạn gái đi hết cái quãng đường còn lại. Trời ơi, nghe giống như xài hết thanh xuân vậy chị. Bởi vì cái nghề nào cái đó em thấy không? Dạ. Ta biên tập mà, ta chuyên môn viết những câu ngôn tình đồ. Cái tần số đầu tiên đã xuất hiện, anh chàng này biên tập, còn cô nàng Thanh Dung thì lại là cũng làm diễn viên bên mảng truyền hình nữa. Quê em ở đâu? Dạ em ở Huế ạ. Ở Huế. Rồi mời bạn số 2 ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến chị Việt Hương, anh Hoàng, hai bạn nữ và cùng toàn thể các bạn có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Bùi Ngọc Duy Chính, năm nay mình 23 tuổi. Công việc hiện tại của mình là người mẫu và bên cạnh đó thì mình có là một huấn luyện viên gym. Mình rất thích đi bơi và nấu ăn. À, nếu mà hai bạn nữ có thích nấu ăn thì về đội của mình nhá. Bạn quê ở đâu? Quê gốc của em ở Hà Tây, nó gần Chùa Hương. Nhưng mà nếu rước dâu á, có vợ rước dâu về Chùa Hương không? Thì bây giờ gia đình em ở trong đây rồi mà. À, gia đình trong đây hả? Có nhà trong đây, vẫn còn ngoài đó cũng có luôn. Ý là nó hay là căn nhà. Mà nãy thấy cao nữa hả Hoàng ha? Dạ. Kêu ngồi lên cái mất cái màn hình luôn. Cao mét mấy nè? 1m85. Người mẫu ảnh mà. Thôi bây giờ qua anh chàng số 3 đi chứ anh chàng 85 này cũng mệt rồi. Mà em đoán anh chàng số 3 cũng cao không kém đâu. À. Chào bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hai bạn gái xinh đẹp, đặc biệt là hai vị MC anh Hoàng rapper và ông nội Việt Hương ạ. Ông nội Việt Hương ạ. Thương quá. Này chắc fan tôi nè. À, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Trung Hậu, năm nay 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là giám đốc kinh doanh. Mới 24 tuổi mà làm giám đốc rồi. À, em cũng có quản lý một spa tại nhà và một quán trà sữa. Em thì cũng biết ngôn tình gì lắm, đặc biệt yêu mèo và cũng biết rap sơ sơ. Nếu bạn nữ là một tiếp người thích làm đẹp và thích kinh doanh thì hãy cho Hậu cơ hội đồng hành cùng bạn nhé. Hậu ơi, Hương với Hoàng muốn hỏi Hậu là Hậu quê đâu? Dạ, em quê Bình Dương á chị. Dạ, gốc gác ra đó. Giờ làm ăn trên này, gia đình trên này luôn hả em? Dạ, gia đình thì vẫn ở quê ạ. À. Thôi bây giờ mời anh bạn số 4 đi. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào tới chị Hương và anh Hoàng rapper và các bạn trong khán phòng ngày hôm nay ạ. À. Mình tên là anh Duy, hiện tại mình là đang kinh doanh trà sữa tại nhà và sở thích của mình là đi du lịch, đá bóng, nghe nhạc và chụp hình. Hiện tại mình độc thân, rất mong hai bạn nữ có thể cho mình một cơ hội mỗi ngày pha trà sữa cho bạn nữ luôn. Trời ơi, đó. Mỗi chàng trai đều có những điểm sáng và những ưu điểm của riêng mình. Chờ đón xem họ sẽ thể hiện như thế nào qua những chiếc ốp lưng điện thoại. Xin mời bốn chiếc ốp lưng điện thoại của bốn chàng trai. Rồi đúng là ăn trai. Bây giờ nè, bốn cái ốp lưng thì cái màu nó bình thường. Mở cái màn hình đằng trước đi. Mỗi chàng trai sẽ chọn một cái phong cách hình ảnh khác nhau trên màn hình nền của mình. Dung ơi, em ấn tượng với màn hình nền nào? Em ấn tượng số 2 hay số 3? Hậu ơi, em biết lái mô tô hả? Dạ biết chị. Chị cũng thích lắm mà chị leo lên không tới. Màn hình số 2 cũng hay ha. Thì lúc mà mua điện thoại thì em cũng để như vậy luôn, chứ em cũng không biết nó là cái gì luôn. Cho em đổi hình Dung hoặc là Linh lên đó. Còn nếu mà hôm nay hai bạn không đổi, chị gửi hình chị qua cho em để lên. Không mà rõ ràng chắc là anh chàng Duy Chính này là người chung thủy á chị. Trước sau như một, mua điện thoại sao để y chang vậy đó. Không rồi, đổi. Giúp chị gửi hình. Được chị. Còn với Gia Linh, bạn thích màn hình nền nào? Dạ em thích màn hình nền số 4. Đưa tay với lấy bầu trời. Ủa chứ không phải vợ ơi đưa tiền xài. Trời ơi tụi em, bây giờ là mình chương trình tần số là tất tay tiếng với vợ chồng, hiểu không? Cho chị biết ý nghĩa của bàn tay xin tiền đó bạn số 4. À, tấm hình này là một đợt em đi biển xong rồi em ngủ ngoài bãi biển luôn, em không vào phòng em ngủ. Sáng sớm em thức dậy thì em thấy mặt trời lên liền vừa ngay tầm mắt em luôn, em đưa tay em chụp luôn. Thì lúc đó trong đầu em nghĩ á, giống như là mình đưa tay hướng tới một cái gì đó tươi mới, cái gì đó sáng sủa hơn chứ không như màn đêm cô độc của mình nữa. À Linh ơi, em có thích đi biển không Linh? Dạ thực tế là em rất là thích đi biển nhưng mặc dù em không biết bơi. Đi biển em không có
có tắm mà em thích đi dạo quanh bờ biển. Anh cũng thích như vậy. Em mới đi được có biển Vũng Tàu. Tại vì vô trong Nam thì thật sự là 5 năm đối với em là đi em làm đúng không? Đi làm suốt à, em không có được. Em ơi, số 4 ơi. Dạ. Ở Hải Phòng có biển Cát Hải cũng đẹp lắm đó nha. Đó cho nên mình có cơ hội lắm nha. Dạ. Dạ em cũng thích biển lắm. Em cũng thích biển lắm, em ơi. Dung cũng thích biển lắm luôn. Nói chung là dòng biển hiện giờ đang ngon nha. Núi số 1 là có bộ hông em. Núi chưa thấy em. Sao Dung em nói? Em cực kỳ mê biển thì em cũng thích cái cảm giác yên bình trước khi mà bình minh buổi sáng hoặc là buổi chiều á. Em thích đi dạo hay đi tắm? Em vừa thích kiểu đi dạo mà cũng thích chơi tắm để đi với bạn bè hoặc là với người yêu á, nó cảm giác giống như là mình thư giãn hết mọi stress luôn á. Anh thích là nắm tay người yêu đi dạo mà lúc hoàng hôn mà đi trên bãi biển á. Wow. Thì anh không thích đi những bãi biển quá đông. Khá là giống với em là những bãi biển nó hơi yên bình một chút. Yên bình một chút. Em thích bãi biển nào để anh lên lịch anh có thể dẫn em đi? Em cực kỳ thích Nha Trang. Nha Trang à, anh cũng muốn một lần đi Nha Trang thử. Dạ. Nhưng mà có một lần thì em đi Vũng Tàu thôi. Thế là buồn cái xách xe tự đi à. Tự đi một mình hả? Dạ đúng rồi ạ. Nói chung là anh chàng số 4 này nhờ cái bãi biển thôi. Thiệt tình nha, nữ đó có đây là cái tâm lý thôi. Chị nghĩ thôi là con gái thường thích biển hơn. Cái bạn nào hơi cá tính chút mới thích núi rừng, rồi thích chinh phục đỉnh núi rồi thích vô rừng này nọ. Cho nên với hai bạn số 1 với số 4 là hai cái hình ảnh khác biệt luôn. Nhưng mà mình đừng có thấy biển mà mình quên núi nha. Tại vì em cũng thích núi nhưng mà em chỉ thích đúng duy nhất một nơi đó là Đà Lạt thôi. Tại sao có nhiều chỗ chụp hình? Đà Lạt nó cũng là mang cái cảm giác cho mình một cái sự yên bình. Thì Dung ơi, ở đây có núi có biển và anh có xe, anh có thể chở em lên núi xuống biển được. Em có trao cơ hội cho anh không? Trời ơi. Nói chung là anh là xe ôm cho em đó. Nói chung là xe ôm chở ra biển, gặp anh biển hoặc anh núi. Dạ, thiệt sự thì hôm nay nó cũng hơi khó với em. Bởi vì mỗi anh có một cái yếu tố mà bản thân em cần. Giống như em thích biển nhưng mà em cũng thích mô tô. Nên là em cũng đang kiểu đang đắn đo rất là nhiều. Biển với mô tô ơi, hai anh chàng trà sữa ơi, người ta vẫn cần mô tô để chở ra biển. Bây giờ hai đứa hợp tác đi. Anh Chính ơi, cho Dung hỏi là Dung cảm nhận là anh sống khá là đơn giản nhưng mà cũng hơi nội tâm đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thích biển không? Anh cũng thích biển. Thì ví dụ như là thời gian rảnh thì anh thường đi là đi bơi hoặc không thì anh chỉ nấu ăn thôi. Em biết bơi không? Dạ có em. Dạ được, hai đứa bơi. Linh biết bơi không? Dạ, em không. Linh. Em mới nói là em ra biển chỉ đi ngắm. Linh không biết bơi nè. Có tắm được. Anh có thể dạy em bơi được. Anh có thể dạy cho em bơi được. Anh Chính ơi, anh là người miền Bắc giống em. Thì là anh vô với gia đình hay là một mình? Lúc trước thì anh vô đây cùng với bác. Thì bây giờ thì anh sống một mình. Còn gia đình thì vẫn ở ngoài đó. Gia đình của em có bao nhiêu người? Gia đình em có 4 người. Ờ cũng giống như anh cũng có 4 người. Anh có một người, bố mẹ và một người em trai nữa. Ờ thế thì em cũng có một người em trai anh ạ. Ôi ôi quá. Em trai mấy tuổi? Dạ em trai em năm nay lên lớp 5. À lên lớp 5 còn 9. Em trai của em thì là học lớp 12. Rồi bạn ơi, mời màn hình bên trong của bạn số 2. Dạ. Gọn gàng, sắp xếp chỉnh chu. Mình vô hình đi. Mình coi cái mà em chụp hình gia đình nè, bạn bè. Trời ơi. Còn đây là ví dụ như là đồ ăn thì bình thường em tự chuẩn bị cho bản thân. Em chuẩn bị luôn á hả? Dạ đúng rồi, nó chia thành 6 bữa đều. Còn ví dụ như đây thì là bữa cơm mà em thường nấu ở nhà. Trời ơi, Linh với Dung ơi, vậy là tụi em về chỉ ăn thôi chứ đâu cần làm gì nữa. Khéo quá, khéo hơn tôi luôn rồi. Cho em hỏi hai bạn luôn, thì hai bạn có thích ăn cơm ở nhà không ạ? Dạ dĩ nhiên là có rồi. Tại vì thật sự là em vô Nam được 5 năm nhưng phần lớn các bữa cơm của em đều tự em nấu tự. Món tủ của em thì em thường thích món gì ạ? Em thích những gì liên quan đến gà. Cùng sở thích với anh không thích gà. Còn Dung? Dạ thì em cũng thích ăn cơm gia đình lắm. Nhưng mà tại vì do một phần tính chất công việc, thứ hai nữa là gia đình em rất là ít người. Thì chỉ có hai người thôi cho nên là em cũng... với ai? Dạ em với mẹ. Gia đình con một. Chính ơi. Dạ. Em về em làm rể là thôi rồi luôn rồi. Nhất là mẹ vợ nữa ha. Tuổi chắc cổ cỡ khoảng 50 mà đẩy khẩu phần ăn tốt, sức khỏe đẩy ra cái là thôi. Dạ. Tưng á, tưng ghế á. Thôi bây giờ thoát ra nha, vậy là mình nắm sơ sơ nhau nè. Mỗi lần em giải trí bằng trò chơi điện tử à, em còn chỉ em chỉ có nghe nhạc thôi chứ em không biết chơi game. Cho chị nghe thử coi nhạc gì không? Thì đa số thì em nghe nhạc rất là buồn. Ballad buồn à. Dạ. Anh chẳng sao mà. Trời ơi, toàn những bài thất tình không chị ơi. Anh ơi, cái lít nhạc của anh như lít nhạc của em. Trời giống em luôn. Linh với Dung là có giống nhau á. Dạ. Số 2 xong rồi. Mở số 1 ra. Bây giờ là Linh ơi. Dạ. Em có thấy gì đặc biệt không? Sao chị thấy quá trời rối quá. Anh cho em xem về hình ảnh của anh được không? Đồ ăn, đồ uống, gia đình em. Đi có con cún kìa. Ở nhà bạn có nuôi cún hả? Dạ không, cái này là hình ảnh em đi tác nghiệp à. Hai bạn nữ có thích động vật không ạ? À? Em không những thích mà em còn cuồng. Nhất là loài mèo luôn đó anh. Bây giờ mình khai thác thêm một số cái ứng dụng nào Phú ơi. Dạ. Hình ảnh thì đa số là về công việc rồi. Cho em hỏi hai bạn nữ xíu nha. Theo hai bạn thì trong cái chuyện tình yêu á thì hai bạn
đề cao những cái gì? Sự chân thành. Gia Linh thì trả lời là chân thành. Còn Thanh Dung? Dạ em cũng chân thành luôn. Bởi vì cái chân thành thì mới thể hiện được cái chuyện tình cảm của mình, mới thể hiện được. Cần chung thủy không? Dạ cần. Chân thành. Người bán online này nên cần chung thủy. Dạ đúng rồi. Và chân thật. Tại em thấy là từ cái chân thành nó sẽ sinh ra được nhiều thứ hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Có không em? Dạ có. Cảm ơn hai bạn nữ rất là nhiều. Cái quan điểm về tình yêu của mình là yêu là phải hy sinh và phải có sự đồng cảm với nhau. Anh chàng Phú này có bộ đầm tính ha. Chắc làm biên tập cho nên đầm. Quê em ở đâu hỉ? Quê em ở Hậu Giang miền Tây ạ. Sao Gia Linh vừa mới nghe trai miền Tây các bạn ơi dịnh vô trái tim của mình sợ nó rớt ra hả? Từ trước giờ em cảm mến các bạn trai miền Tây lắm. Nghe giọng của các bạn nam miền Tây nghe rất là vào tai. Dạ không biết là hai bạn nữ đã có đi miền Tây chưa ạ? Dạ em có đi rồi. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy được sơ sơ đặc điểm của anh chàng này khá là sâu sắc và mang nhiều thông điệp qua cách chia sẻ của mình. Tiếp tục với anh chàng số 3. Đắc Nhân Tâm. Wow, bạn ấy để hình nền là màn hình của em, màn hình nền em yêu thích. Bạn đã đọc được cái cuốn sách này hết chưa? Thì đa số hậu đọc đi đọc lại rất là nhiều về cuốn Đắc Nhân Tâm này đó. Không biết là hai bạn có thích đọc sách và những cái thể loại sách nào là mình thích ạ? Em cũng thích theo cái kiểu là tiểu thuyết và những cái mà nó về hướng thiên hướng tình cảm và gia đình hơn, vì nó cũng bồi bổ cho em những cái kiến thức về nghề diễn của em, nó trau chuốt cho bản thân mình hơn về nhiều cảm xúc. Còn Linh? Em thì thật sự là ở nhà em nhiều sách lắm. Phần lớn em đi chơi ra ngoài thì em chỉ chọn nhà sách để em đi. Và em rất thích đọc sách và đọc về những cái quyển sách nói về Doraemon, Bảy Viên Ngọc Rồng, Thủy Thú Mặt Trăng. Dạ không, thực chất là tất nhiên là phải có truyện tranh, nhưng mà em thích về những quyển sách mà nói về cách làm người. Thêm nữa là tiểu thuyết thì cũng quá thích tiểu thuyết, nhưng đúng mà rồi, tiểu thuyết kinh dị. Ồ. Em thích tiểu thuyết kinh dị em tại vì trước em đọc rất là nhiều tất cả phim thì em thích mỗi phim kinh dị. Hảo, em có thích kinh dị không? Em có bệnh tiền sử là tim bóng tim hơi to và người yêu em thích sẽ em cũng sẽ thích. Thôi, lúc đó núp vô lưng người ta. Dung dạ. Em có thích phim ma không? Kinh dị không? Không vậy được em ơi, Dung được em ơi. Em thích phim hài hước với lại tình cảm hơn. Hài hước tình cảm này fan tôi. Dung ơi. Dạ. Quan điểm của em quen một người con trai là như thế nào? Em thích một người vừa đủ điềm đạm mà vừa đủ thông minh với lại thêm một chút hài hước nữa để cho cái gia vị của tình yêu nó sẽ đủ hơn để nó không có bị nhàm chán. Hậu chắc đủ á. Dạ còn Linh thì sao? Ngoài đời em ít nói lắm. Em cũng giống như Dung, em cần một người bạn trai mà có thể thấu hiểu được cho em. Những lúc mà em rất là trầm, chỉ thích đi đọc sách và thích đi xem phim một mình. Bạn có hình ảnh nào về gia đình không? Gia đình thì trong album Hậu thì không có ạ. Hiện tại anh có sống cùng với gia đình không? Thì Hậu cũng chia sẻ là gia đình Hậu đã ly thân 6 năm rồi. Cái ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ con ở Bình Dương đó má. Vẫn ở Bình Dương. Dạ. Gia đình thì còn một người em trai nữa đang học lớp 8 ạ. Gia đình Hậu đã ly thân như vậy á thì nếu mà yêu nhau mà đến được với nhau rồi thì bên gia đình mình có cái có chuyện thông cảm với hoàn cảnh đó hay không? Em Linh trả lời câu hỏi của anh Hậu nha. Thật sự là cái hoàn cảnh hiện tại gia đình em không khác gì nhà anh. Còn Dung, gia đình là mẹ đơn thân, có nghĩa là mình em, còn ba đâu? Ba em cũng có gia đình riêng rồi. Và kiểu em nghe anh chia sẻ thì cũng mình cũng có đồng cảm một chút. Nhưng mà mẹ làm mẹ đơn thân lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi là mẹ là 20 năm. Dạ 20 năm nay. Mẹ em có bước thêm bước nữa không? Dạ không, mà mẹ vẫn ở vậy luôn. Hồi nãy giờ em nghe anh Hậu với bạn Linh với bạn Dung tâm sự thì thật ra gia đình em cũng khá là tương tự như vậy. Là ba mẹ cũng mới ly thân được khoảng năm nay à. Bạn có bao nhiêu thành viên trong gia đình? Tổng cộng 5 người, ba mẹ và hai em trai nữa. Này là tấm hình lúc này em bao nhiêu tuổi? Lúc này em chưa được 1 tuổi. Thấy cưng quá vậy ta. Nhưng mà bây giờ là trách nhiệm là anh cả đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Anh cả vậy bạn đã đi làm rồi đủ sức để lo lắng và chăm nuôi cho hai em không? Thật ra là còn một em kế nữa là cũng nhỏ hơn 1 tuổi thôi. Là hai anh em hiện tại đang đi làm để lo cho Út. Cái người em mà kế em á, em nhớ là năm 2012 là lúc đó gia đình khó khăn rồi. Nó phải nghỉ học, nó đi làm, sau đó nó bị tai nạn xe, phải gõ một bên, một bên sọ ra. Rồi lúc đó gia đình em kinh tế suy sụp đi xuống rồi chính quyền địa phương giúp em của em được gáp cái não lại. Chia sẻ với em nha. Dạ. Bây giờ thì gia đình em ổn lại vậy. Cho coi cái hình gì gia đình sinh động cho vui vui trong coi cưng. Mấy đứa em thì vậy coi, em trai của em đâu, cho coi hình em trai coi. Dạ hình em trai đây à. Đây hả? Dạ. Trời ơi em trai. Em trai này là em thứ mấy? Dạ em Út đó ạ. Còn cái em mà bị ráp não? Em này không có để hình trong đây. Có hình em lúc bé nè. Ý, cưng. Mâm cơm đó là em nấu hả cưng? Dạ không, mâm cơm này em mua chị.
Chứ bạn biết nấu ăn không? Dạ biết ạ. À, bạn này thích chụp hoa kìa chị. Dạ đúng ạ. Cái này là hình em đi Đà Lạt. Trời ơi, cái hoa dại dễ thương quá. Này là một dạng cúc La Mã. Hình như nãy là anh nhớ là Dung em thích đi Đà Lạt phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Anh thì dạ? mới đi được một lần thôi, nhưng mà anh sợ anh không dám đi Đà Lạt nữa. Dạ sao vậy ạ? Tại vì anh rất là sợ lạnh. Kỳ này có gấu rồi. Dạ nếu mà có bạn gái thì sẽ dám đi lại. Ấn tượng nhất ai em? Có cảm giác trong người chưa? Em có cảm giác rồi. Linh có cảm giác ấn tượng chưa? Dạ. Hai bạn đều có cảm giác ấn tượng đúng không? Mời giải lao trong vòng ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại coi hai bạn nữ ấn tượng vai nhất. Quay trở lại với tần số tình yêu và bây giờ hãy chú ý lắng nghe xem phần ấn tượng của hai người đẹp sẽ thuộc về vị trí thứ mấy. Thanh Dung, em thì muốn tìm hiểu sâu hơn anh số 2 là anh Duy Chính nè. Duy Chính, chúc mừng bạn, bạn đã có cơ hội bước vào vòng trong. Còn với Gia Linh, dạ em ấn tượng anh Hậu số 3. Anh Hậu số 3, chúc mừng bạn Trung Hậu. Chỉ còn một tấm vé nữa mà thôi. Thôi bây giờ phải nhờ đến người phụ nữ đầy kinh nghiệm về tình yêu, tình thương. Chị ấn tượng với chàng trai nào nhất? Để cho bạn Dung và bạn Linh thêm một cơ hội tìm hiểu nữa, chị xin giữ lại bạn số 4. Như vậy, chị Việt Hương đã quyết định giữ lại bạn số 4 là bạn anh Duy. Chúng ta sẽ... gặp gỡ. Dạ, gặp gỡ anh chàng Châu Phú. Hai chữ nhân duyên kỳ lạ lắm. Lạ như chính cảm xúc của con người vậy. Thích một ai đó đơn giản chỉ bởi trái tim mình rung động. Cảm xúc với cô gái trước mặt anh ngày hôm nay cũng vậy. Khó hiểu, không biết phải giải thích sao, cũng chẳng thể gọi tên. Anh ngồi đó cách em vài bước chân, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở cái chạm mắt. Điển trai đó, không ngờ biên tập viên còn đẹp trai hơn em xin. Trời ơi, cảm giác như thế nào khi mà mình phải nói lời tạm biệt ngay bây giờ? Được đến đây để mà mình có thể là tìm hiểu về một nửa của mình. Nếu như mình được đi tiếp á, thì mình sẽ có thêm một cái cơ hội. Mà nếu không được đi tiếp thì mình cũng được gặp gỡ hai MC rất là xinh xắn. Và cũng như là hai bạn nữ cũng rất là duyên dáng của chương trình. Thì đó là một điều chị rất là may mắn. Chị nghĩ ngược lại đi, hai MC duyên dáng và hai bạn nữ xinh xắn. Ờ rồi. Đố em ai là Dương, ai là Linh? Em chỉ thôi. Em nghĩ Linh là bạn ở bên này. Nào, còn Dung là bạn bơi bạc thì bên đây. Về là đúng rồi. Vậy là chưa tần số, chưa rung tới. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta chưa tìm thấy được tần số trong tình yêu, nhưng còn đây rất nhiều tần số khác ở bên ngoài. Chúc bạn hạnh phúc trong tương lai nha. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy chúng ta vẫn còn 3 anh chàng để sẵn sàng cho vòng tiếp theo. Đó chính là thử thách của chàng số 7. Ba chàng trai đã bốc thăm và có được những thử thách của riêng mình. Ở vị trí thứ hai, Duy Chính, anh ấy sẽ phải đối mặt với phần hỏi đáp thật là nhanh. Ở vị trí thứ ba, Trung Hậu sẽ phải đối diện với một tình huống xử lý trực tiếp ngay trên sân khấu. Và ở vị trí thứ tư, anh Duy, anh ấy sẽ phải thể hiện một tiết mục về nghệ thuật. Và bây giờ xin mời quý vị đến với phần thử thách của chàng trai mang tên Trung Hậu. Xin mời. Chị là diễn viên kịch cho nên chị có thể ngoắt ngoéo và chị có thể dùng những lời từ đụng chạm em luôn. Để mà mình coi thử nếu mà mình gặp một người má vợ, chị vợ, em vợ, nội vợ thì mình sẽ xử lý như thế nào. Và đây là những tình huống chị đưa ra cho nên em có quyền phản bác bất kể em làm gì. Đừng ngại chị nha. Đi đâu vậy Hoàng? Vậy cái gì? Cái bộ đông trùng hạ thảo hôm bữa em mua cho chị á, xài tốt không? Tốt. Em trổ cửa vô nhà chị hả? Nhà chị cửa chánh ở đây mà em vẫn leo rào vô được. Chị thương em quá chừng chị còn giao chìa khóa nhà cho em. Đều ở vậy ba má cũng đều thích hết trơn á Hoàng. Nhưng mà chưa có cái ngặt. Đúng sao vậy? Dung với Ly Linh mình ở nhà đó, nó nói là chị thích thì chị lấy em đi, còn hai đứa nó không thích. Hôm nay là có một cái người bạn nó vô tới giờ. Dạ chị thích có mình em mà ngặt vậy đó. Em biết chị thích em bởi vì em bữa nay em mua yến xào cho chị nấu canh ăn cho nó. Trời mát nha. Ơi công nhận cái thằng dễ thương dễ sợ luôn. Thành ra là bây giờ chị cho em cái kèo trên luôn. Dạ, đúng dạ. Không? Ừ, giờ đúng kêu rồi. Hậu vô để coi làm lợi em không? Hậu ơi Hậu. Dạ.
Em chào chị ạ. Chào anh ạ. Đỡ bờ eo cho bà chị ngồi. Đó thấy chưa? Nãy giờ không mời tôi ngồi vậy. Đâu dám đụng chạm đâu trời. Cái gì? Cậu ngồi xuống đi. Bà má khó lắm. Nói là phải qua được chị hai thì ba má mới cho tụi em quen nhau. Mà ba má với gia đình chị là đều quý hoàng hết. Tiền bạc là em không bằng bên này. Đó. Em được có cái mã đẹp, có sức khỏe không? Dạ, sức khỏe là phải có chứ chị. Hết đất cho chị coi 100 cái rồi. Rồi vô. Em xin phép nha. Rồi. Hồi nãy hơi động tay xong rồi bây giờ tới chân á. Anh đâu có biết quan trọng sức khỏe sẵn không chính? Dạ có chị em ơi. Em bước ra em hết đất cho chị. Dạ. Chính nó cũng mê hai đứa em gái chị lắm. Rồi đến nè. Xin phép hết rồi. Vô nha. Vô. Ngồi nghỉ mệt, uống miếng nước thì cưng. Đây, chính hàng xóm chị thôi mà nó cũng mê là mà chị cấm. Hiểu không? Chị mê có một mình em thôi hoài. Đó, 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 chết trời. Chính em đẩy nhẹ cái chừng 100 cái thôi được rồi. Nếu được là chị giả bên em đó. Luôn hả chị? Làm luôn đi em. Cái chừng giọt bẻ ra anh ơi. Cái phần khởi động là chị thấy ngon rồi nha. Bên đây người ta khởi động dữ lắm mà, bên đây không có khởi động gì hết. Được rồi chính, được rồi. Bên này 23 mà bên này người ta 32 mà người ta vẫn còn đang đó. Nói sức khỏe đó, ai làm lại anh chính. Bây giờ chị còn thằng nào nữa không? Chị kêu đang làm đi. Chị đưa Duy ra có nó trả lời nè. Ủa Duy thằng nào nữa? Sớm chị luôn. Không không không, chị chưa cất chính. Đẹp trai quá, cất sức khỏe là đã hơn hậu rồi. Chị mà dễ tin xung quanh đầy vậy. Chào chị Hương. Dạ chào em. Quà thấy lanh lẹ rồi. Con qua được 32 cái không? Nghĩ là giờ công bằng vậy nè. Em á tiệm lo cho gia đình chị rồi, ba má chị đồng ý rồi. Đúng rồi. Hậu nãy giờ á thì cũng trả lời những câu hỏi khó khăn của chị. Rồi bây giờ á Duy ra đây hát hay nữa. Chị phải kêu chính hàng sớm qua nó mới có công bằng chứ. Chị có sẵn câu hỏi cho nó nè. Hỏi cho công bằng cái tội nghiệp nhỏ hết đất không đâu có được. Dạ dạ. Ha, chào chính ơi chính. Ngồi đây ngồi. Qua đây tiếp chính. Trời nhỏ đẹp trai đó làm gì? Thử trí nhớ của em, coi em có nhớ được Dung và Linh hồi nãy trả lời những câu hỏi như thế nào. Chị sẽ cho em một phút. Thanh Dung từng tốt nghiệp trường nào? Sân khấu điện ảnh. Đúng. Điểm du lịch nào mà cả hai cô gái từng chia sẻ là đã từng đi? Vũng Tàu. Quá đúng. Gu bạn trai của Thanh Dung là gì? Chân thành. À không đúng nha. Gia đình của Gia Linh có bao nhiêu người? 4. Quá đúng. Cô gái thích đọc tiểu thuyết kinh dị tên là gì? Cái này nãy lộn xộn, nãy có Thùy Dung. Khương. Sai. Quê gốc Gia Linh và Thanh Dung ở đâu? Gia Linh ở đâu? Hải Phòng. Thanh Dung. Thanh Dung là sự nào em? Huế. Đó. 6 câu mà thấy đúng hết 4 câu rồi. Giờ ngồi cho đây ngồi coi. Chính, giờ chị hỏi em trả lời nha. Vậy em nói cho chị biết nè. An toàn cho một cái người phụ nữ sắp sửa thành gia lập tức em có những gì? Sự bình yên, sự chân thành cho hai bạn đó trước. Nói về kinh tế hoặc là tài chính thì em nghĩ là đối với khả năng của em hiện giờ thì em có thể lo được cho hai bạn đó. Thấy người ta trả lời chính chắn không hậu. Theo chị nhìn nhận nha, ba em này á là đều đầy đủ hết. Có sức khỏe, lo cho gia đình, tài năng cũng có, hát hò dễ thương, đứa nào cũng có hết. Cho nên chị nghĩ gì nè, em đi về đi Hoàng. Bây giờ ba cái người này quan trọng là hai đứa em chỉ thích ai thôi. Đi về với chị Hoàng đi. Và bây giờ phần ấn tượng của hai bạn như thế nào? Gia Linh trước đi nè. Đến bây giờ thì chàng trai mà em cảm thấy ấn tượng nhất là anh Duy. Ồ, ở vị trí số 4, chúc mừng. Ca sĩ với nhau đúng không? Dạ. Hát hay cái khoái. À, Dung. Em vẫn giữ nguyên tần số của mình là Duy Chính số 2. Dạ, vẫn giữ rung động ngay đầu. Tần số là số 2. Bây giờ mời hai em bước lên đây, quay lại và hãy tin vào gia đình nội ngoại của chúng tôi hai bên, ha. Ví dụ như thấy ai đẹp là em nó sẽ vỗ tay, hoặc là ai cảm thấy an tâm trên con đường sau này, ha. Mời hai em đứng lên, quay mặt lại. À. Lắng nghe ý kiến khách quan đến từ mọi người nha. Cho tôi xem ba hình ảnh thật. Có nội ngoại hai bên của tôi nè. Số 2 sao? Chàng trai ở vị trí thứ 3 là trung hậu thì sao nào? Còn vị trí thứ 4, anh Duy. Chà, làm như anh Duy được ủng hộ quá trời là tại vì chắc ca sĩ nãy hát được lấy lòng đúng không? Dung trước đi, em có thay đổi vị trí không? À, dạ không mà. Dạ không. Gia Linh, em có thay đổi không? Dạ không. Trời ơi, nó kiên định quá. Tần số rung động tới ai người đó phải chịu thôi đúng không ạ? À? Mời tắt màn hình và mời hai em gái đẹp về chỗ. Và xin mời gặp gỡ anh chàng Hậu ở vị trí số 3. Xin mời Trung Hậu. Đây, anh
dàng trung hậu với dung nhan thật sự của mình. Dấu chấm kết của mối tình đầu, đó là vào một ngày đẹp trời, anh nói anh không thể cố gắng được nữa, em bỏ lỡ anh rồi. Dấu chấm lửng của nhân duyên gặp gỡ ngày hôm nay, cũng là một ngày đẹp trời đấy chứ. Em ngỏ lời, chúng mình làm bạn anh nhé. Anh bỏ lỡ em rồi. Đẹp trai phong độ, không có rung tình số này. Hoàng còn 6 em ở nhà, hai bên uống liền hay sao? Không chừng 60 bạn ngồi đây đợi em ngoài bãi giữ xe sao? Dạ em cảm ơn chị Việt Hương. Dạ em biết ai là Dung, ai là Linh không? Nghĩ Dung bên đây. Linh dạ Linh bên này, đúng rồi, em về đúng rồi. Ừ, về đúng. Không có rung được cái tần số. Tình yêu nó phải có duyên, một cái tần số nó rung. Cảm ơn bạn, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và luôn thành đạt trong công việc của mình, và đặc biệt là tìm thấy tần số tình yêu thật hợp của mình trong tương lai. Tạm biệt Hậu. Và bây giờ xin mời quý vị bước vào vòng tiếp theo được mang tên Bí mật của nàng. Trong điện thoại cá nhân của mỗi người đẹp thì họ sẽ có nội dung như thế nào? Xin mời, bây giờ chúng ta tìm hiểu về nội dung Gia Linh trước đi. Cho coi hình đi, tôi khoái coi hình nè. Hình ăn chắc là hình đi diễn nhiều lắm nè. Ê, con mèo. Mèo không? Em có bao nhiêu con mèo nè? Em trên 6 con. Duy ơi. Dạ, em nghe chị. Em ơi, em có quyền hỏi nghe, người ta nuôi 6 con mèo đó. Ta về ta lo nuôi mèo, không có nuôi em à. Em nuôi người ta cho. Rồi con 6 mèo này sao? Dạ được, em nuôi được. Anh hỏi em một câu được không ạ? Là em có kỷ niệm khi đi hát nào mà đáng nhớ nhất với em không? Kỷ niệm đi hát của em thì nhiều, nhưng mà để đáng nhớ nhất là em bị bệnh viêm phổi cấp tính nặng. Wow. Em phải chữa bệnh phổi đấy trong vòng 11 tháng. Và bây giờ sức khỏe đã ổn hơn chưa? Dạ, giờ sức khỏe rất ổn. Bây giờ mình xem qua điện thoại của Dung đi. Con gái thường là mình hay thích coi hình nè, gia đình nè, ăn uống nè, với lại mẹ ăn sao nè. Em có thể cho tụi chị xem được không Dung nha? À, dạ được, cái hình ảnh em đi làm. Đẹp quá. Bạn Dung có những cái ghi chú gì thú vị không? Đa số là ghi chú của em về những cái ngôn tình đánh dấu, nhắc nhở cho bản thân mình để mình mạnh mẽ, mình phấn đấu trong cuộc sống hơn. Hoàng cảm nhận là giống như bạn đang tự an ủi mình vậy đó, tự nói chuyện với một mình á. Dạ đúng rồi, và em cũng hay có thói quen là đi cà phê một mình. Hai bạn cầm hai cái điện thoại của hai bạn nữ ngoài đây, chúng tôi mời các bạn giải lao trong vòng ít phút. Vậy là hai chàng trai đã tìm hiểu điện thoại cá nhân của hai người đẹp rồi. Và bây giờ hãy chờ đón xem quyết định cuối cùng của tần số tình yêu đến từ những trái tim này như thế nào đây. Xin mời cả nhà bước lên sân khấu. Dung ơi, chị nghĩ là trước khi cái bạn chính có gọi không, mình nói một câu nào. Nói chung là tình yêu hay tình bạn gì cũng đều bắt nguồn từ cái duyên. Nếu như mà anh có số thì anh cứ gọi cho em. À, quyền quyết định của chính bây giờ là có gọi hay không. Em hãy suy nghĩ thật kỹ ha. Chuẩn bị 10 9 8 7 6 5 4. Thật sự thì hôm nay nó cũng hơi khó với em, bởi vì mỗi anh có một cái yếu tố mà bản thân em cần muốn tìm hiểu sâu hơn. Anh số 2 là anh Duy Chính nè. 3 2 1 và không có tần số tình yêu. Tại sao em không gọi? Trước tiên thì em cũng gửi lời xin lỗi đến bạn nữ trước. Cái giờ sinh hoạt của bạn với cậu em rất là khác nhau, nên đôi khi là cái thời gian mà hai người dành cho nhau sẽ không có được. Nên em cũng rất là sợ khi cái điều đó xảy ra thì em sẽ không có thời gian dành cho bạn nhiều. Nên em nghĩ là trước mắt thì cứ làm một người bạn trước đi, tiếp theo mình sẽ tính tiếp cũng được. Mời Dung quay lại. Là hai bạn gặp nhau. Rồi bước lên em, gặp mặt nhau rồi giờ nói câu gì coi. Đầu tiên anh thấy em thì em rất là xinh và anh cảm ơn. Thì anh nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chưa có duyên, nhưng biết là sau thì chúng ta sẽ có duyên thì sao? Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn hai tụi em. Rồi, dạ, cảm ơn các bạn. Tạm biệt. Dạ, chị Hương cho anh.
Ai chà, hồi hộp nữa. Bây giờ chúng ta đến với cặp đôi tiếp theo, chờ đợi xem là sẽ có bắt sóng được tần số tình yêu hay không. Anh Di ơi, anh có nghe thấy em nói anh không? Anh đang nghe. Em biết là cả em và anh đều đã từng gặp rất là nhiều chuyện khó khăn. Sau này mình có thêm một người bạn nữa để san sẻ khó khăn thì em mong người bạn đó sẽ là anh. Trời đất đó, cô chủ động luôn rồi đó. Người ta mở cửa rồi kìa, bật đèn xanh rồi kìa. Rồi mời Linh Gia Linh giơ cái điện thoại lên ạ. Và quyền quyết định bây giờ sẽ là Duy. Mời gia đình nội ngoại em đi bữa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Và đã có tình hiệu tần số tình yêu. Tôi cũng vui nữa. Hello, phải em là Linh không? Dạ em là Linh. Anh muốn nói là qua những gì nãy giờ em chia sẻ thì anh cũng muốn được làm bạn với em. Tắt điện thoại đi. Quay lại gặp nhau đi, quay qua nhìn. Hai đứa mình có nhiều sự đồng điệu với nhau. Với một phần là anh cũng muốn có một người bạn để chia sẻ. Bao lâu rồi bạn không nắm tay một chàng trai khác hả Linh ơi? Hơn năm. Vậy em nếu như bây giờ có người xin nắm cái tay cho ấm áp em có cho không? Dạ có chứ. Còn chờ gì nữa, tôi chủ động đi chàng trai. Nắm đi, nắm đi. Tay đi suốt cả một quãng đường dài nữa. Hai đứa nhìn rất là đẹp đôi. Và chị xin tặng cho hai em giữ trái tim này nhớ nha. Đám cưới đám hỏi nhớ mời hai tụi chị. Em có một điều muốn nói nữa với Linh là anh sẵn sàng quay lưng với tất cả nếu em lúc đó đang cần anh. Trời ơi, căng thẳng thấy chưa, ngôn tình chưa. Anh sẵn sàng quay lưng tất cả nếu lúc đó em cần anh. Chỉ có trong tần số tình yêu thôi. Hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếng đồng nghe tiếng gào hét la lối của nội ngoại hai bên là biết anh chàng điển trai như thế nào rồi. Mời giới thiệu về mình ạ. Em tên là Trần Nhật Tuấn, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là diễn viên. Bên cạnh việc đi làm diễn viên thì em cũng có học thêm khóa về đạo diễn cũng như là làm các hiệu ứng về hình ảnh và âm thanh cho phim. Vậy là tiên kỳ hậu kỳ là bạn ấy tham gia hết. Rồi con bạn. Xin mời bạn. Tên là Thanh Sang,